nay có cuốc xẻng xong rồi các thứ để hôm nay chúng tôi vào đào bếp vào trong này nhá. Chỗ này anh Dũng đây này, đấy, sau đây là chúng tôi sẽ để vật đồ vật chuẩn bị của chúng tôi ra chỗ này nhá, để xác định vị trí đào cho anh em nhá. Chúng tôi sẽ đào ở